Video này là em sẽ hướng dẫn cho tất cả các bác cách định lượng khí sao cho nó chuẩn này. Vì thời gian vừa qua là em thấy rất nhiều bác là định lượng khí là chưa chuẩn. Chẳng hạn như cái túi nhún như này là mình bơm đầy một cái túi. Đầy túi là từ 90 đến 100 cái túi nhún này này. Đấy, nhiều bác ấy thì định lượng khí. Em vào đến tận vườn em hỏi bảo thế anh bơm khí đợt này là bao nhiêu? Và 50. Đấy 50 mà này. Mà cái túi nhún này mà nó đầy như thế này mà hô bảo định lượng 50. Cái túi này ấy là đầy như này là tầm cỡ từ 90 cho đến 100 rồi. Thế bảo định lượng 50, 50 mà đầy được cái túi nhún này thì là thua rồi. Thế là bó tay rồi. Đấy, cái 50 của các bác như thế là xong xác rồi. Đến cái lúc mà em bảo là tăng lên 100 thì là cái túi này giãn hết cỡ luôn. Đấy, cho nên nhiều bác định lượng là nó bị lúc nào cũng bị nhiều hơn là cái mà các bác ấy nói. Với lại ấy, các bác nhiều bác ấy rất sai lầm khi mà nhìn vào cái đồng hồ này. Đấy, cứ căn theo cái đồng hồ đây này, đồng hồ báo áp ra này, căn theo cái đồng hồ này là không được đâu, nó không chuẩn đâu. Làm như thế là không được, em cũng đã hướng dẫn nhiều lần về để mà định lượng ở cái xi lanh này với lại cái nút bấm này. Nhưng mà vẫn làm nó sai hết. Chả thế thì đổi khí, có vườn có 1000 cây à. 1000 cây là một tháng đổi, cứ tháng đổi lần. Đấy, bình 0.5 kg khí ấy. Thế thì nó hao khí hết cỡ luôn, nhưng còn gì nữa. Là do ở cái khâu mà mình định lượng chưa chuẩn nên này. Đấy, bơm nhiều khí quá là nó nứt cây ra chứ có gì đâu. Đấy, cái suy tuyến mủ luôn. Đấy, tốn chi phí nữa. Bây giờ em hướng dẫn kỹ lại này để làm sao mà định lượng cho nó chuẩn. Đấy, cái vụ này thì ít người ta hướng dẫn chuẩn lắm. Thế là bây giờ em hướng dẫn làm một phát nữa là cho nó kỹ hết cỡ luôn này. Để cho các bác xem qua là các bác định lượng đúng theo tiêu chuẩn. Em bảo là định lượng, chẳng hạn như là những cái vườn nào ấy, em xem vào cái độ mủ với lại sản lượng, với lại số lần khoan ấy, xong em điều chỉnh, em bảo là 50, hoặc 40 là 40, hoặc 30 là phải bơm đúng 30, nhưng mà yêu cầu các bác phải định lượng chuẩn được cơ. Đấy, và định lượng theo kiểu của các bác thì thua rồi. Nhiều bác đem bình khí đến, bảo ôi sao mày bơm khí cho tao, để ôi sao ít khí thế, tao khoan có... bơm có 2-3 lần là hết bình khí rồi. Thế mới tháo cái bình cũ ra, tháo cái đồng hồ ra với lắp vào cái bình mới ấy, để là mình kiểm tra cái áp. Đấy, vặn mà lắp vào phát là để cái áp là nguyên xi. Hỏi khách hàng bảo là sao cái mức này là cái mức bơm cố định phải không? Bảo, đúng rồi. Là chưa chỉnh sửa gì không? Bảo, đúng rồi. Thế lắp vào cái bình mới. Đấy, hay chẳng hạn như cái bình này nó hết rồi, mình lắp vào một cái bình mới đi, nó còn khí trong đây, xong rồi lắp một phát vào cái là đồng hồ kim này này, kim nó quay lên là 120 cái áp ra ấy. Thế mới bảo đấy, anh vặn lên đến cỡ cả 120 rồi, còn gần cổ cãi. Thế vặn lên 120 rồi, xong cái là lúc đấy ấy mới định lượng một cái xi lanh này, mở áp hết ra đây, bảo anh không tin, em làm cho anh xem. Thế là mới định lượng vào cái xi lanh này này. Như này này. Thế này ấy, bóp đúng một phát là bắn luôn cả cái ống tiêm này này. Bắn một phát văng ra cả 4-5 mét. Ui giời, nó mạnh cỡ đấy mà. Mà sao mà chuẩn được. Làm như thế thì sao mà không hết cái khí sớm. Bơm khí là nó phải lúc nào cũng phải chuẩn hết cỡ mới được. Sản lượng ít hay nhiều là nó do ở cái khâu mình bơm khí này. Mẹ khoan được ít nhát hay nhiều nhát do khâu này này. Với lại tiết kiệm khí được hay không là do khâu này này. Với lại đều rồi, bây giờ em hướng dẫn chi tiết này. Đây là cái tiết lưu này. Tiết lưu này xem là mình đã chỉnh chuẩn chưa. Đây các bác xem này. Đây. Đó. Các bác phải nhớ nha, cái này là cái chiều như thế này này. Đấy là khí chạy ra là mới định lượng được nha. Còn quay các bác là quay ngược đầu là không định lượng được đâu. Định lượng không chuẩn đâu.
Nhớ là cái tiết lưu này là phải để đúng chiều như này nhá. Để ngược chiều là không được đâu. Rồi mình bóp như này này. Các bác nghe xem này. Đấy. Đấy, bóp bóp một phát như này này. Đây đây đây. Là nó vẫn còn là bóp phát như này là nó hơi xì ra một tí. Ý là được nha, còn còn không xì là không được đâu. Ý, hơi xì ra một tí, còn xì ra mạnh quá là các bác phải chỉnh cái này này. Đấy, đây đây đây. Chỉnh cái tiết lưu này, có cái chỗ này này, vặn siết vào một tí. Nhích từ từ thôi. Phải chỉnh chuẩn ở cái chỗ này mới định lượng được, chuẩn được. Còn nếu mà các bác ấy bóp như này này. Bóp một phát mà thấy nó vẫn cứ xì ra mạnh ấy. Đấy, thì cái đấy là không bao giờ định lượng được. Bóp phát là nó hơi xì xì ra một tí là được. Lúc đấy mới định lượng được. Mới chuẩn được. Như cái loại định lượng nút 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 bấm này này thì là nó lệch nhau từ 5 đến 10 mm. Đấy, nó không chính xác được 100%. Nó làm chuẩn ra được lệch nhau 5 đến 10 mm là nó không bận gì đâu. Rồi, các bác định lượng như thế này nha. Chẳng hạn như các bác định lượng vào cái xi lanh như thế này cũng được. Đây, cái xi lanh này là cái xi lanh 60 mm. Mua đâu cũng có hết đấy, ra tiệm thú y ấy. Chẳng hạn bấm như thế này này, các bác bấm một phát là nhả nha. Bấm một phát là nhả như này. Cái này là ở cái xi lanh này ấy là nó 30 năm. Đấy, đợi 6 giây sau là bắt đầu bình khí này, cái tiết lưu này ấy, nó dò khí ra từ từ ấy, là nó đầy được cái dây này là bắt đầu nó lại bơm tiếp 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 được, nó lại đủ khí. Đây. Bây giờ bấm phát nữa này. Đó, nó vẫn cứ trên mức 30 35, nó cũng đều đều y như thế luôn. Đấy, như này là định lượng chuẩn rồi. Đây, các bác cứ căn vào cái này ấy là nó không chuẩn đâu. Cái xi lanh này ấy là dùng đi dùng lại nhiều lần đấy. Đấy, thì là nó bị chai cái lớp cái cao su trong đây này. Là nó bị ép khí ấy. Ép khí là nó không chuẩn nữa. Thế muốn chính xác 100% ấy là các bác đừng có căn vào cái này. Đấy, cái này ấy là không nên căn. Để các bác làm chính xác chuẩn hơn ấy là như thế này này. Đây. Làm phải đúng theo như này mới được. Cho cái túi này đi. Đây. Các bác bóp hết khí ra như này nhá. Rồi các bác bóp đúng một phát nha. Đấy. Đúng một phát là thằng cái bác bóp dây vào như này. Bóp dây vào xong lấy cái xi lanh này này, lại cái xi lanh này nhá. Đấy. Xong các bác hút ra này. Thả ngược lại, thấy không? Các bác thấy cái gì xảy ra chưa? Đây. Cái này ấy, lúc nãy là bơm khí trực tiếp vào cái xi lanh này ấy là nó có 35 thôi. Đây, các bác xem. Là mình bơm khí vào cái túi nhún này nó lên đến bây giờ hút ra nó lên tới tận cả 40. Là cái do cái xi lanh này là cái cao su này nó làm kín quá là cái nén ấy là nó hơi mình nén ra ấy là nó bị yếu đi một tí là nén nó cái xi lanh này đâu có bật ra được. Là cái mình bơm vào cái xi lanh này ấy thì định lượng bằng cái xi lanh này ấy thì không chuẩn. Định lượng chuẩn nhất là phải bơm vào cái túi khí cho mình hút từ đấy ra nó cái độ chuẩn xác nó mới cao được. Đó nó mới là chính xác cao. Đấy nó bị lệch đi tới tận cả gần 10 mm mà. Đấy, bảo các bác cứ bơm khí 50 mm mà lấy cái này mà đo mình bơm trực tiếp vào đây thì là chắc chắn ở trong cái túi của các bác là phải 60-70 rồi chứ không phải là 50 nữa đâu. Đấy. Như cái túi này này. Túi này là mình chỉnh đồng hồ phải chỉnh nhá. Đấy. Cái này cái lúc nãy là 40. 40 thì mình muốn cho lên 50 là mình vặn đây này. Đây, chỉnh ở đây lên không cần phải nhìn cái đồng hồ này đâu. Chỉnh đây lên một tí này. Đấy, vặn nhẹ đi một tí, vặn một tí thôi đừng có vặn nhiều. Nhích từ từ thôi. Muốn chỉnh liều tăng lên là phải như thế. Lại bắt đầu này. Đấy. Bóp hết khí đi. Rồi xong lại bấm một phát vào. Đó. 50 nha, các bác thấy cái túi nhún này chưa? Đây. Đây. Đó, nó được một nấc như này đấy. Xong lại bắt đầu rút ra.
bắt đầu rút khí này. Đó, thả một phát đây, nó hơn 50 rồi này. Nhá. Đây. 55 ml. Như cái túi nhún này thì bơm 55 ml như thế này là cũng được rồi. Đây, lại làm phát nữa cho các bác xem. Nếu mà để mà định lượng cho cái xi lanh này này, bơm trực tiếp vào cái xi lanh này này. Đây. Đó. Nó được có 40 năm mà. Thấy không? Các bác thấy không? Định lượng vào cái xi lanh có 40 năm mà trong khi đấy thực tế cái khí ra ở cái bịch này là 50 năm. Thế là nó chênh nhau 10 ml rồi. Thế cho nên là các bác sử dụng cái này là cũng phải biết đường sử dụng ấy. Không là đánh giá cái khí là nó không chuẩn đâu. Mình nói nó không chuẩn đâu. Nói bảo là tôi bơm 50 mà tại sao mà đầy được cái bịch này là nó nằm chỗ đấy ấy. Những cái vườn tơ thì bơm 50 được, còn như vườn của em là bơm 90 đến 100 thì bây giờ phải chỉnh cái bịch lên. Đây. Lại phải vặn lên tí. Đây. Vặn lên tí nữa. Thế rồi bắt đầu mình bấm vào đây này. Lại bắt đầu bấm vào đây tiếp. Đây. Đó, như này này. Đó, như này là đúng được một nhún rồi này. Lại xả đi, lại bấm phát nữa. Đây. Đó, như này là một nhún, nó hơi thiếu một tí. Đây này, nó hơi thiếu một tí. Đây là chỉnh lên một tí nữa. Rồi. Mỗi lần chỉnh lên là các bác vặn lên một tí. Muốn giảm đi là các bác xả hết về không. Xong chỉnh từ dưới chỉnh lên. Đừng có chỉnh từ trên chỉnh xuống. Đây, bấm phát nữa nha. Đây, nó vẫn bị hơi thiếu một tí. Kể nó đi, hơi thiếu tí lại được. Đây, hút ra nha. Giờ các bác gặp như này rồi, xong các bác hút ra này. Muốn bơm đầy bịch này là phải hút ra như thế. Đừng có làm giãn cái bịch này đi. Khi mà cái bịch này đã bị giãn rồi ấy là không được đâu. Nó không chuẩn nữa đâu. Đây nha, hút phát đây, 60. Đây này. Đó. 60 là gập phát này. Ở trong này vẫn còn mà. Thế là bắt đầu hút lại lần 2 nữa này. Hút phát lần 2. Thả ra phát. Đây, 30 năm. 63 là 9, là 90 năm rồi. 90 năm. Nếu cái bịch này là bơm mẹ chuẩn là từ 90 cho đến 100. Như vườn của em là đi tất cái liều này. Các bác đừng có học theo. Tại vì cái vườn của em mới là vườn già, với lại ấy, em lấy ở những cái vùng da nó khác nhau, cho nên là cái lượng khí nó sẽ khác nhau. Để tí em nói là cái vùng da cho. Đấy. Với điều kiện là cái chính xác, chỉ đối với điều kiện là cái túi của các bác chưa bị giãn là nó còn nguyên hiện trạng như thế này. Khi mà cái túi nó đã bị giãn, nó kéo dài ra như này thì bảo bơm một bịch đấy là nó hơn 100 đấy, là nổ hết cả vườn đấy. Hỏng hết cả cây đấy. Thì cái cơ bản cái bơm khí là nó chỉ có thế thôi. Đấy mà nhiều bác thì làm vẫn chưa chuẩn. Bảo 100 thì là hút cái bịch ấy ra là nó tới tận 120-130 rồi. Đó. Như cái túi này là cái túi mới nhá, chưa bị giãn này. Đấy, từ từ để hút hết khí ấy. Đấy. Thế là bây giờ mình bơm vào này. Bơm khí ngoài vào này. Đây 60 này. 60 bơm phát vào rồi, lại gập dây tiếp, lại bơm tiếp phát nữa. Lại kéo lên 60 nữa. Bơm phát vào này đây. Thấy không? Các bác thấy không? Nó hết bung được hết 3 nấc như này là ở trong đây là xem này. Ở mức 15. 15 thì là 60. 60 này, 70, 80, 90, 90 năm. Đấy. Các bác cứ thử cái túi nhún của các bác xem. Nếu mà bơm đã bị giãn rồi là lúc nào cũng từ 120 hết đấy. Cho nên là cái túi nguyên bản của nó là được 100, 95 đến 100. Cơ bản như thế là được rồi.
Cho nên cái khâu này là các bác phải cố gắng nào mà quyết định đến cái vườn hỏng hay không là ở cái khâu này này. Đấy, khâu này quan trọng lắm đấy. Còn nhiều khâu quan trọng nữa mà khâu này là phải thật sự kỹ tính mới làm được. Chứ ít người người ta định lượng chuẩn lắm. Chứ những người nào thật kỹ tính thì mới chuẩn thôi. Các bác cứ cố gắng làm sao mà định lượng chuẩn được như thế nhá. Bà con có thể vào group Facebook Hội Khoan lấy mủ cao su bằng khí đúng phương pháp để hỏi đáp và trau dồi kinh nghiệm nhé.